Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đã về giúp miền Bắc đón ngày đầu của tháng 5 với thời tiết vô cùng dễ chịu. Nhờ có gió đông bắc thổi mát mà nhiều nơi của miền Bắc nhiệt độ đã giảm tới cả chục độ. Đơn cử như Phú Yên của Sơn La, Lạc Sơn, Hòa Bình, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay là 28,4 độ, giảm 12,2 độ so với cùng thời điểm của hôm qua. Ngay tại trạm Láng của Hà Nội, nhiệt độ 13 giờ trưa nay thì cũng chỉ xấp xỉ 29 độ. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh không tăng thêm nhưng cũng khiến vùng thấp nóng chưa thể hoạt động mạnh trở lại. Vì thế, nền nhiệt đêm nay tại miền Bắc vẫn duy trì mức thấp, vùng núi từ 22 cho tới 23 độ, trời se se lạnh. Vùng đồng bằng là 24 đến 26 độ, trời mát mẻ. Sang ngày mai, cả miền Bắc trời tạnh ráo, có nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Chỉ riêng Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình sẽ có nhiệt độ cao nhất miền Bắc là từ 33 cho tới 35 độ. Một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng nhưng nhiệt thì không quá gắt, là 36 đến 37 độ. Nhờ có tác động của không khí lạnh nên trong ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ vẫn thấp dưới 34 độ, nắng nóng chưa xuất hiện lại. Từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao 36 cho tới 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ, mức nhiệt là từ 33 cho tới 36 độ. Suốt cả 5 ngày nghỉ lễ, tại Tây Nguyên và Nam Bộ đều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Sang ngày mai, thời tiết sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Khối không khí ổn định suy yếu và rút chậm ra phía đông. Trời chuyển mây đến nhiều hơn và cường độ nắng giảm bớt, mức nhiệt cũng hạ theo. Cao nhất tại Tây Nguyên giảm còn 35 cho tới 37 độ. Khu vực Đông Nam Bộ là 36 đến 38 độ, miền Tây là 35 đến 37 độ. Một tín hiệu đáng mong chờ hơn cả sự giảm nhiệt đó là những cơn mưa dông sẽ xuất hiện trở lại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối mai và sẽ tăng hơn từ ngày 3 tháng 5. Đây cũng là những dấu hiệu cho thấy đợt nắng nóng kéo dài ròng rã tại phương Nam sắp kết thúc. Trên biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, mưa dông ít xảy ra trên các vùng biển nên tầm nhìn xa duy trì mức cao trên 10 km. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.